Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Malachi chương 1. Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va cho Israel bởi Malachi. Đức Giê-hô-va có phán: Ta yêu các ngươi, và các ngươi nói rằng Chúa yêu chúng tôi ở đâu? Đức Giê-hô-va phán: Ê-sao, há chẳng phải là anh Gia-cốp sao? Nhưng ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sao. Ta làm cho những núi nó nên hoang vu, và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng. Nếu Ê-đôm nói rằng chúng ta đã bị hủy diệt, song chúng ta sẽ trở về dựng lại những nơi đổ nát, thì Đức Giê-hô-va vạn quân cũng phán rằng chúng nó sẽ dựng lại, nhưng ta sẽ đổ xuống. Người ta sẽ gọi chúng nó là cõi độc ác và là dân mà Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng đời đời. Mắt các ngươi sẽ thấy và các ngươi sẽ nói rằng nguyền Đức Giê-hô-va là lớn ngoài cõi Israel. Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy, nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi: Hỡi các thầy tế lễ khinh dễ danh ta. Các ngươi lại nói rằng chúng tôi có khinh dễ danh Ngài ở đâu? Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng chúng tôi có làm ô uế Ngài ở đâu? Ấy là ở điều các ngươi nói rằng bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh dễ. Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan trấn thủ ngươi, thì ngươi há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Các ngươi đã làm điều đó. Nay ta xin các ngươi hãy nài xin ơn Đức Chúa Trời, hầu cho Ngài làm ơn cho chúng ta, thì Ngài há sẽ nhận một người nào trong các ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy: Ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa, hầu cho các ngươi không nhen lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta chẳng lấy làm vui lòng nơi các ngươi, và ta chẳng nhận nơi tay các ngươi một của dân nào hết. Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta, vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Song các ngươi đã làm uế tục danh ta mà rằng: Bàn của Đức Giê-hô-va là ô uế, đồ ăn đến từ trên nó là đáng khinh dễ. Các ngươi lại nói rằng: Ôi, việc khó nhọc là giường nào, rồi các ngươi khinh dễ nó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy: Các ngươi đem đến vật bị cướp, vật què và đau, đó là của các ngươi đem dâng cho ta. Ta há có thể nhận vật này nơi tay các ngươi sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Đáng rủa thay là kẻ hay lừa dối. Trong bầy nó có con đực mà nó hứa nguyện và dâng con tàn tật làm của lễ cho Chúa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Vì ta là vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại. Chương 2. Hỡi các thầy tế lễ, bây giờ ta truyền lệnh này về các ngươi. Nếu các ngươi chẳng nghe và không để lòng dâng sự vinh hiển cho danh ta, thì Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta sẽ giáng sự rủa sả trên các ngươi và sẽ rủa sả những phước lành của các ngươi. Và ta đã rủa sả rồi, vì các ngươi không để điều đó vào lòng. Này, ta sẽ quở trách giống gieo của các ngươi, rải phân trên mặt các ngươi, tức là phân của những của lễ các ngươi. Các ngươi sẽ bị đem đi với phân ấy. Các ngươi sẽ biết rằng ta đã truyền lệnh này cho các ngươi để làm giao ước của ta với Lê-vi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Giao ước của ta với Lê-vi
vốn là sự sống và sự bình an mà ta đã ban cho nó, hầu cho nó kính sợ ta, thì nó đã kính sợ ta và run rẩy trước danh ta. Luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó, trong môi miếng nó chẳng có một sự không công bình nào. Nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian ác. Vì môi miếng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết, người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Nhưng trái lại, các ngươi đã xây khỏi đường lối, làm cho nhiều người vấp ngã trong luật pháp và đã làm sai giao ước của Lê-vi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy nên, ta cũng đã làm cho các ngươi ra khinh bỉ hèn hạ trước mặt cả dân, vì các ngươi chẳng giữ đường lối ta hay vị nể người ta trong luật pháp. Hết thảy chúng ta chẳng phải là có chung một cha sao? Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta sao? Vậy sao ai nấy đãi anh em mình cách gian dối, phạm giao ước của tổ phụ chúng ta? Giu-đa đã ăn ở cách lừa phỉnh và đã phạm một sự gớm ghiếc trong Israel và trong Jerusalem, vì Giu-đa đã làm uế sự thánh khiết của Đức Giê-hô-va là sự ngài ưa, mà cưới con gái của thần ngoại. Phạm ai làm sự đó, hoặc kẻ thức, hoặc kẻ trả lời, hoặc kẻ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Giê-hô-va sẽ trừ họ khỏi các trại của Gia-cốp. Các ngươi lại còn làm sự này. Các ngươi lấy nước mắt, khóc lóc, than thở mà che lấp bàn thờ Đức Giê-hô-va, nên nỗi ngài không nhìn đến của lễ nữa và không vui lòng nhận lấy vật dâng bởi tay các ngươi. Các ngươi lại nói rằng, vì sao? Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy, các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng, ta ghét người nào bỏ vợ và người nào lấy sự hung dữ che áo mình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. Các ngươi đã làm phiền Đức Giê-hô-va bởi những lời nói mình. Các ngươi lại nói rằng, chúng tôi có làm phiền ngài ở đâu? Ấy là khi các ngươi nói, ai làm điều dữ thì đẹp mắt Đức Giê-hô-va và ngài ưa thích những người như vậy. Bằng chẳng vậy thì nào Đức Chúa Trời có sự chính trực ở đâu? Chương 3. Này, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta, và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Này, ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng ai sẽ đương nổi ngày ngài đến, và ai đứng được khi ngài hiện ra? Vì ngài giống như lửa của thợ luyện, như tro thợ giặt. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Bây giờ, của lễ của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ được đẹp lòng Đức Giê-hô-va như những ngày xưa và như những năm thượng cổ. Ta sẽ đến gần các ngươi đặng làm sự đoán xét, và ta sẽ vội vàng làm chứng nghịch cùng những kẻ đồng bóng, tà dâm, những kẻ thề dối, những kẻ gạt tiền công của người làm thuê, hiếp đáp kẻ quá bụa và kẻ mồ côi, những kẻ làm hại người khách lạ và những kẻ không kính sợ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi. Bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp, chẳng bị diệt vong. Từ những ngày tổ phụ các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng, bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao, mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân.
các ngươi bị rủa sả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay, các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi, đến nỗi không chỗ chứa chăn. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, các ngươi đã lấy lời ngang trái nghịch cùng ta. Nhưng các ngươi nói rằng, chúng tôi có nói gì nghịch cùng Ngài? Các ngươi có nói, người ta hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích. Chúng ta giữ điều Ngài dạy phải giữ và bước đi cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân thì có lợi gì? Rày, chúng ta kể kẻ kiêu ngạo là có phước, kẻ phạm sự hung ác là tấn tới. Họ đã thử Đức Chúa Trời và đã được giải thoát. Bây giờ, những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe, và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm, và ta sẽ tiếc chúng nó như một người tiếc con trai mình hầu việc mình. Bây giờ các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài. Chương 4. Vì này ngày đến cháy như lò lửa, mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ngày ấy đến thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác, vì trong ngày ta làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là Môi-se mà ta đã truyền cho nó tại Horeb, tức là những lệ luật và mạng lệnh cho cả Israel. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Ngươi sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất này. Chương 13. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot con trai Simon. Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cùng sẽ về với Đức Chúa Trời. Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy, Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ thì người thưa rằng, Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simon Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Vả các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài, tại thế cho nên Ngài phán rằng, các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng?
các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa. Các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa, là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn. Nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: người ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta. Hiện bây giờ ta nói điều này cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến, để khi việc xảy đến rồi các ngươi sẽ tin ta là đấng đó. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta. Hễ ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta đến. Đức Chúa Giêsu đã phán như vậy rồi thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ ngó nhau không biết Ngài nói về ai đó. Vả có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Giêsu, tức là người mà Ngài yêu. Simon Phi-e-rơ ra dấu cho người đó rằng: hãy nói cho chúng ta biết thầy phán về ai. Vậy người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: lạy Chúa, ấy là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Đoạn Ngài nhúng một miếng rồi lấy cho Giu-đa Iscariot, con trai của Simon. Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh thì quỷ Sa-tan vào lòng người. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng người rằng: sự ngươi làm hãy làm mau đi. Nhưng các người ngồi đồng bàn đó chẳng ai hiểu vì sao Ngài phán cùng người như vậy. Có kẻ tưởng rằng tại Giu-đa có túi bạc nên Đức Chúa Giêsu biểu người hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ, hay là hãy bố thí cho kẻ nghèo. Còn Giu-đa khi lãnh lấy miếng bánh rồi liền đi ra. Khi ấy đã tối. Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Giêsu phán rằng: hiện bây giờ con người được vinh hiển và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi con người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho con người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển. Hỡi các con trẻ ta, ta còn tạm ở với các ngươi. Các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Giu-đa rằng các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Simon Phi-e-rơ thưa cùng Ngài rằng: lạy Chúa, Chúa đi đâu? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được, nhưng rồi sau ngươi sẽ theo ta. Phi-e-rơ thưa rằng: lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao? Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta 3 lần. Chương 14. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi, sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Thô-ma thưa rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta, và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng: lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hỡi Philip,
ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha, sao ngươi lại nói rằng xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nỗi ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giu-đê chứ không phải Iscariot thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các ngươi từng nghe ta nói rằng, ta đi và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng cha, bởi vì cha tôn trọng hơn ta. Hiện nay, ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết nơi ta. Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến cha và làm theo điều cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây. Thi Thiên 131. Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, mắt tôi không tự cao, tôi cũng không tìm tòi những việc lớn hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi. Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình. Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy. Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch,
bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.